Ok, hai xin chào bạn đã trở lại với channel mình là Hạch Trung Min Min đây. Và hôm nay mình sẽ quay lại với series mới lạ, series mới sắp ra luôn. Nhỏ Amanda. Amanda là các bạn biết là ai không? Đó chính là vợ của Michael. Bữa hôm nay mình sẽ đi theo dõi nó ha. Mình là chồng mình sẽ đi theo dõi đó. Nó làm gì đây đây? Lâu lắm mà mình mới có cơ hội đi theo dõi con vợ này. Không biết nó sẽ làm gì đây. Bây giờ bộ mình lại bắt chuyện nó coi. Hello. Hay Amanda. Làm gì đây? Làm gì đây bà? Cái gì đây? Có gì bên đây đây? Oh shit. Đây cái gì vậy? Oh, các bạn nghe quảng cáo à. Tiếp tục điều tra vợ của mình. Vợ của mình làm gì đứng đây? Bắt nó một cái bây giờ. Đi ra coi. Sao không? How you doing? Tao đéo khỏe. Hey, my dear wife. Hello, my deeply flawed but almost trời, thắc chị kìa. Đi đâu đi, tao để theo dõi mày. Ây da, mình thử quýnh nó coi. Thử quýnh vợ Michael coi. Michael, chơi nè. Ây da. Chữ bên kìa. Mày chữ tao đạp cho một đạp nè. Sao thử quýnh vợ Michael được không? Sao quýnh hình như mày không thấm. Một đấm trời đấm kìa. Má không sao luôn. Thử. Một ngày theo dõi con nhỏ này nó bị điên rồi, nó không ở đây nữa. You are a lot of things, but you are not a wife beater. Nói chữ bên kìa. I think so. I feel we're making progress. Mình hỏi có vấn đề gì? Có nó có ổn không? Nó nói ok. Mẹ, I think so. Mẹ, tao giọng một cái nữa cho mày trả lời sao nha. Nay nghịch con nhỏ vợ Michael à. Một đấm nữa nè. Trời ơi mẹ. Trời ơi. Đấm mẹ gụng răng luôn mà không sao đâu. Trời ơi. Điều tra con nhỏ vợ của Michael. Đập mấy người đó coi. Đập coi. Đẩy nó được, đẩy nó ra đây. Sao mà mày nắm nó bắt nó được đây? Sao mà nó đúng lộn đây? Hết quýnh nó được rồi. Bắn nó cũng vượt luôn. Sao đây bay? Thử quăng lựu đạn cho sợ chạy coi. Chạy đi. Thấy chưa mẹ? Chạy đi. Đó nó đi rồi đó. Đừng gọi đi đâu nha. Mình sẽ theo dõi. Điệp viên 007 bắt đầu. Mình sẽ luôn theo dõi. À, nó bình tĩnh rồi đó. Điệp viên không không thấy. Chúng ta luôn có mặt ở những điểm nguy hiểm. Ừ, nó đi mua vàng á. Thiệt các bạn ơi, nó đi mua vàng thiệt coi. Làm gì á? Ui, ui, nó quay lại. Chạy. Sao nó quay lại rồi? Con vợ này, mình điên à. Qua đây thì đâu mày đi ngoại tình đúng không? Tao sẽ theo dõi mày tẩy số rồi đó. Điệp viên Michael, mày sẽ có nhiệm vụ đi theo dõi vợ, không để mất dấu được. Nhanh lên, qua. Ok, nhanh. Mày tính đi đâu? Chiếc xe của mình kìa. Ok. Dạ bộ không, điểm gì không thấy. Ê, có nhìn nó quay lại. Ừ, nó quay lại kìa. Mẹ, sao vậy? Khủ. Dạ bộ thấy. Không gặp nhau rồi. Nhưng mà con nhỏ này đi đâu bay?
để mình lái xe mình điều tra đi, mình ngồi thấy không, xe lên phải có Google Maps. Nó quay lại chỗ cũ rồi, mình đang đổ xe vô đó. Nó đang làm gì vậy? Còn Amanda nó làm gì vậy? Bạn có biết không? Mình vô tình mình thấy nó thôi. Ủa, nó đi đâu vậy? Nó đi lên quán cà phê rồi anh em ơi. Tính làm gì chết? Nhìn xuống nữa. Ủa, nó đi kiểu như đi vào hám vậy bay. Mục đích của mày đi là làm gì vậy? Đây là Johnny Tùng kìa, cửa hàng Johnny Tùng của ông Tùng đó. Con vợ của ông Michael đó làm gì vậy? Mình phải theo dõi thôi, mình đeo mắt kính chắc sẽ không nhận ra đâu. Chỗ này làm gì có ai đâu, mình sẽ phát hiện ra một bí mật đụng trời thôi bạn ơi. Con vợ của Amanda đây. Bao không tới. Ủa nó làm gì á? Làm gì á? Này đứng dưới cửa hàng Whitsy Bureau, một cửa hàng rất là nổi tiếng của hãng gì đó mình chả biết luôn. Không chích tiền được. Nó làm gì đứng dưới cửa hàng nó nhìn gì á? Ở đây mình giả bộ vô nhìn đây. Nó nhìn cái gì á? Nhìn là túi xách mẹ ơi. Tiền nhạc chữ bên luôn kìa. Hello my darling wife. Mày muốn mua cái gì? Hello Michael nè. Giọng cho mày một cái. Họ đặt chưa? Đi về nhà liền không có mua gì hết á. Đã nhà nghèo còn mày đua đòi mày đúng đỡn á. Đua đòi đúng đỡn nè. Mày giọng cho nó một cái đua đòi đúng đỡn. Đua đòi đúng đỡn ngày sau mình giọng ở đây mày. Nãy mình giọng được mà. Mặt chớn Josina đó, một giọng không sao không kìa, hai giọng mé về nhà liền đua đòi kìa trời. Chơi bà này trâu dưới bay đúng bây giờ bay còn mà đua đòi đúng đỡ nè, đúng nè trời ơi, mình giọng mẹ muốn hụt hơi rồi, bà đúng đỡ quá. Trời ơi, giọng một cái cái mặt luôn kìa. Bà la lên rồi, không biết có chết rồi. Chưa chết luôn kìa, what the hell. What the hell. Michael yếu tới giờ sao? Trời ơi, mẹ đấm sắp mặt lờ luôn kìa. Ây da, mẹ quýnh mẹ dính dách tường luôn kìa. Trời. Mẹ vợ Michael trâu vãi. Anh em thấy không? Cái bà vợ của Michael mẹ mắt trâu luôn. Thử mẹ cho bán một dao thôi. Cho một búa, ủa cho một gậy. Cho một gậy à. Trời ơi trời trời, cho một gậy chắc đứt quá. Trời ơi, mẹ bà đứng trong cái kẹt hơn cho bà đó. Trời ơi, mẹ quýnh một gậy luôn, không chết luôn rồi, một gậy gậy của lão Tôn không chết nữa. Không thể giết được vợ Michael các bạn ơi, mình tìm ra bí ẩn mới rồi, không thể giết được vợ Michael. Vợ Michael kiểu như bất tử vậy á. Anh em thấy không? Thằng Jimmy, thằng con mình thì mình có thể giết được. Nhưng con vợ Michael thì mẹ là không. Amanda thì mẹ có bí ẩn gì đây? Kìa mẹ. Đánh vậy thôi chứ. Đánh đất hiểu nhiều đi bà nội. Thấy Michael mày đập tội nghiệp nó luôn á. Đó. Mày bắt chớ đập một cú hết sức coi. Trời ơi mày đập bay cái chậu bông luôn kìa. Nhưng mà đó trời trời không sao anh em à, mẹ cái gì đây bà này phụ nữ mẹ Superman hả,
Vợ Michael Superman nè. Rồi nè. Cái búa, thử cái búa, thử hết dụng cụ tay không luôn. Trời ơi, cái búa chắc kẻ đấm hay khó, thì búa nhỏ á. Trời ơi, nó lách qua được, mình phải đấm trước. Đó, một búa. Trời ơi. Bổ nhào luôn rồi mình tự mẹ không gặp lại vợ luôn chứ. Đó. Nè. Gì vậy bay? Tôi sợ rồi đó bà xã mấy kia bà xã đi. Nói tôi sợ rồi đó mấy bà còi vậy đó. Trời ơi, đập. Xỉu luôn, trời ơi, không xỉu luôn mẹ. Cái gì vậy bay? Tôi tưởng đập đầu bà, đập vô tường bà xỉu rồi chứ. Mẹ. Mình không có mod gì ra, mình không có mod gì hết. Tại chưa gặp những cái mod. Sao mà chết được. Trời ơi, má đập bà xỉu nửa giây. Bà tỉnh dậy bà chắc. Bà chắc chắc không hía gì quá. Bà chắc không hía gì đâu, tin mình đi. Sao xỉu nửa giây. Tới giao rồi, em ơi, tới giao Thái Lan rồi. Trời ơi. Không xịt máu nó luôn kìa. Sao kỳ vậy? Sao mà có thể bá đạo đó vậy? Ok. Hey man. Kỳ vậy bay? Con nào giải thích hộ tôi với? Chém mày dao dính máu luôn kìa. Mà bấm sao? Ngã mày rồi bị gì bay? Một dao ngay đầu luôn á. Cái búa nè. Mẹ cái ghiều này mà bà không chết đâu, tôi mới lại bà nè. Trời ơi, mấy chém cái đầu luôn. Trời ơi, không chết kìa. Thiệt hả? Cái gì vậy bay? Chém không gãy cái ghiều luôn chứ. Trời chết rồi, trời chưa chết luôn, xỉu nửa giây. Cái này xỉu một giây à, cái kia xỉu nửa giây, cái này xỉu một giây. Má chém vậy luôn, không sao nữa. Thua rồi, súng được không? Bà chạy rồi, chạy đúng không? Lấy cái dao xiên bả luôn. Thử lũ đạn coi. Thôi, lũ đạn. À, ba lũ đạn chết rồi. Chỉ có lũ đạn mới hạ được phụ nữ anh em à. Mẹ. Tệ luôn. Bình đồng da sắt nhưng sợ lựu đạn, không hiểu là sao luôn. Ê chả lẽ trời ơi, tí nữa anh Michael cũng ra đi với vợ luôn rồi. Trời ơi, có thằng ghé này coi chết bà trời luôn được. Lựu đạn ngổ thử trời luôn, cái thằng nó có bay lên không. Ê bay lên kìa, chả lẽ. Trời, ngang nước. Nè. Allow open. Boom. Ok, vào video hôm nay những video khám phá như vậy. Mong các bạn like nhiều để ủng hộ mình nha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong tập sắp tới. Đó, sắp tới sẽ là vợ Michael hay vợ ai nữa đây. Nha, vợ Michael không phải nào chết được. Không phải nào quýnh chết được. Chỉ có trò lùn đạn bảo mới chết thôi. Nè, quá kinh khủng. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới. Mọi người nhớ bấm vào nút subscribe cũng như tham gia hội YouTuber Gia Tăng Việt Nam trên YouTube nha. Ok, bye bye mọi người nào. High five.